Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, ở nhà bầu cây nè các bạn ơi. Đây là mấy cái bông trang Mỹ Hồng ở trong ly, bây giờ mình sẽ bầu ra chậu lớn. Lót cái lớp đất ở dưới sơ nhựa ở dưới, ở trên thì mình để phân là cho cháu dưới sơ nhựa trộn. Rồi ngợi ra được một cái ly. Xong một chậu. Wow. Ra rễ hết trơn rồi nè các bạn. Ra rễ đầy ly hết trơn rồi nha các bạn. Dỡ lên cho mấy bạn xem, rễ đầy hết. Cây này được 2 tược rồi. Ủa hai cây nó dính lại hay là có một cây ta? Gì gỡ ra sao ơi, gỡ ra mới được một cốt. Gỡ ra, tách ra. Tách ra mới được một cốt. Dạ, dạ, tách ra hai cây. Đúng rồi. Tách ra. Tách ra mới được một thân một cốt. Xong được một cây nữa, hai cây. Cây thứ ba. Thao, bảy có lấy thao không bảy? Mấy cây này có bông thấy thương quá mấy bạn ơi. Mấy hộp cây con. Này con để sẵn cho nên chút đất nữa. Cái ly lủng rồi. Ly lủng rồi bỏ đi xơi.
lấy sẵn cây này nè. Em lấy cây này ra. Cái đó đó, nó có bông đẹp đó. Có rễ đầy hết trơn. Xong được một cây nữa. Chở lên coi rễ. Rễ trắng đầy hết. Rễ trắng và sống. Kiếm gì chứ? Chậu khác hộ. Rồi, tới cây tiếp theo nữa, cây có bông không? Cây có bông. Rễ trắng. Rễ trắng là cây khỏe. Xong một cây nữa. Ở cây có bông chưa? Ê cây có bông. Wow. Rễ trắng, đưa rễ lên coi chứ. Rễ rễ đó. Rồi, xong một cây nữa. Oh.